Quyển 27 thứ 13 thành phản địa phần 2 của Du Giả Sứ thứ 2. Sao gọi là sở duyên duyên khởi của tánh duyên? Ở trong ba đời chỉ có hạnh, chỉ có pháp, chỉ có sự, chỉ có nhân, chỉ có quả. Nhập vào đạo lý chân chánh đó là quán đãi đạo lý, tác dụng đạo lý, chứng thành đạo lý, pháp nhĩ đạo lý, chỉ có các pháp năng dẫn các pháp, không có người làm và người thọ. Đây gọi là sở duyên duyên khởi của tánh duyên. Nếu Bồ Đào Xà La hành si tăng thượng mà tác ý tư duy ở nơi sở duyên đây, sẽ khiến sở hữu hành si kia được mỏng dần cho đến nhổ sạch. Ở nơi hành si tâm được thanh tịnh, đây gọi là sở duyên duyên khởi của tánh duyên. Sao gọi là sở duyên giới sai biệt? Có 6 giới sai biệt: 1 địa giới, 2 thủy giới, 3 hỏa giới, 4 phong giới, 5 không giới, 6 thức giới. Sao gọi là địa giới? Địa giới có 2: 1 nội địa giới, 2 ngoại địa giới. Nội địa giới bên trong thân đầy tánh bền chắc riêng biệt ở bên trong, những thứ nhiếp thuộc bền chắc, lại đất nhiếp thuộc địa giới, lại đất gần gũi nương tựa giữ gìn chất thọ gọi là địa. Sự của nội địa giới là tóc lông móng răng bụi bẩn da thịt xương gân mạch gan mật tim phổi lá lách thận dạ dày ruột già ruột non xanh tạng thuộc tạng cùng với phân uế, đây gọi là nội địa giới. Ngoại địa giới tánh bền chắc ở bên ngoài, những thứ nhiếp thuộc bền chắc, loại đất nhiếp thuộc địa giới, loại đất chẳng phải gần gũi nương tựa giữ gìn chấp thọ. Sự của ngoại địa giới là cây ngói đá sỏi, cây đá núi non, đây gọi là ngoại địa giới. Sao gọi là thủy giới? Thủy giới có 2: 1 nội thủy giới, 2 ngoại thủy giới. Nội thủy giới bên trong thân đầy tánh ẩm ướt riêng biệt ở bên trong, những thứ nhiếp thuộc ẩm nhuần, loại nước nhiếp thuộc thủy giới, loại nước gần gũi nương tựa giữ gìn chấp thọ. Sự của nội thủy giới ở trong thân là nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mỡ, tủy, đạm, máu, mủ, não, màng não, nước tiểu. Đây gọi là nội thủy giới. Ngoại thủy giới, tánh ẩm ướt ở bên ngoài, những thứ nhiếp thuộc ẩm ướt, loại nước nhiếp thuộc thủy giới, loại nước chẳng phải gần gũi, nước tựa giữa diện chấp thọ. Sự của ngoại thủy giới là giếng suối, ao đầm, vũng hồ, sông biển, đây gọi là ngoại thủy giới. Sao gọi là hỏa giới? Hỏa giới có 2: nội hỏa giới và ngoại hỏa giới. Nội hỏa giới bên trong thân đầy tánh ấm áp riêng biệt ở bên trong, những thứ nhiếp thuộc ấm áp, loại ấm áp nhiếp thuộc hỏa giới, loại ấm áp gần gũi nương tựa giữ gìn chấp thọ. Sự của nội hỏa giới trong thân chỗ có ấm áp khiến cho thân hết thảy được ấm nóng, nóng đều, nóng khắp cả. Do nhờ truyền đầy các thức ăn, thức uống, thức nhai, thức nếm dễ dàng tiêu hóa. Nếu lửa kia tăng trưởng mạnh thì thân nhiệt sẽ cao, hết thảy lại như vậy gọi là nội hỏa giới. Ngoại hỏa giới tánh nhiếp thuộc ấm nóng, những thứ nhiếp thuộc ấm nóng, lại ấm nóng nhiếp thuộc hỏa giới, lại ấm nóng chẳng phải gần gũi nương tựa giữ gìn chấp thọ. Sự của ngoại hỏa giới sự ở nhân gian dùng nhiều cách để lấy lửa. Cây rủi được dùng làm đồ phát sinh lửa, mạnh vụn của phẫn trâu khô làm đồ mồi lửa. Lửa từ cây rủi phát sinh có thể đốt phẫn trâu hoặc cỏ hoặc củi hoặc bụi cây hoặc đồng hoang hoặc núi rừng hoặc cồn đất hoặc thôn, một phần thôn hoặc thành, một phần thành hoặc nước, một phần nước hoặc là những vật khác, đây gọi là ngoại hỏa giới. Sao gọi là phong giới? Phong giới hết có 2: 1 nội phong giới, 2 ngoại phong giới. Nội phong giới bên trong thân tánh gió riêng biệt ở bên trong, nhiếp thuộc gió thổi, tánh nhẹ nhàng, tánh chuyển động, loại gió chẳng phải gần gũi, nương tựa giữ gìn chấp thọ. Sự của nội phong giới bên trong thân có gió đi xuống, có gió đi lên, có gió nằm nghiêng bên hông, có gió nằm ngược, có gió trong khoảng thắt lưng, có gió trong khoảng xương bánh chè, có gió sắc như đào nhỏ, có gió sắc như đào lớn, có gió buốt như kim châm, có gió tất bát la, có gió ở hơi thở ra vào, có gió theo từng chi phần cơ thể, đây gọi là nội phong giới. Ngoại phong giới tánh gió thổi bên ngoài, tánh nhẹ nhàng, tánh chuyển động, loại gió chẳng phải gần gũi nương tựa giữ gìn chấp thọ. Sự của ngoại phong giới ở ngoài thân có gió hướng đông thổi đến, có gió hướng tây thổi lại, có gió hướng nam thổi đến, có gió hướng bắc thổi lại, có gió màng bụi, có gió không màng bụi, có gió hẹp yếu, có gió rộng lớn, có gió tỳ thấp bà, có gió vệ lang bà, có gió phong luân, có lúc lại các loại gió bỗng nhiên thổi lên dữ dội làm gãy cây, làm sập tường, làm sóng biển dâng, làm sập núi, sau khi đã thổi lên không có chỗ nương tựa, tự nhiên ngừng lặng, các hữu tình lay động tà áo, phẩy quạt và lá đà lạt
Hết thảy loạn như vậy gọi là ngoại phòng giới, sao gọi là không giới? Chưa có các lỗ hổng của mắt tai mũi miệng yết hầu, nhờ các lỗ trống đây làm chỗ nuốt xuống, đã nuốt xuống rồi nhờ các lỗ trống này đại tiểu tiện ra ngoài. Hết thảy loại như vậy gọi là không giới. Sao gọi là thức giới? Là các thức của mắt tai mũi lưỡi thân ý lại có và lại khác là tâm ý thức, đây gọi là thức giới. Nếu các bồ đào già là hành mạng ở nơi giới giải biệt tác ý tư duy, liền đó bên trong thân sai liệt tưởng hợp nhất nên chứng được tưởng bất tịnh, không cho lại cao cử tầm kiều mạn tiêu trừ dần. Ở nơi các hành mạng tâm được thành tịnh, đây gọi là sở duyên tịnh hành do giới sai biệt của bộ đặc giả là hành mạng. Sao gọi là sở duyên ana bà nà niệm? Là niệm duyên hơi thở vào hơi thở ra, gọi là ana bà nà niệm. Hơi thở vào ra mà niệm này duyên gọi là sở duyên của ana bà nà niệm. Trong đây phải biết hơi thở vào có hai, những gì là hai? Một, hơi thở vào. Hai, khoảng giữa hơi thở vào. Hơi thở ra cũng có hai, những gì là hai? Một, hơi thở ra. Hai, khoảng giữa hơi thở ra. Hơi thở vào là hơi thở ra không gián đoạn, từ cửa bên trong gió chuyển động cho đến rốn. Khoảng giữa hơi thở vào là hơi thở vào vừa dứt cho đến hơi thở ra chưa xanh. Ở trong khoảng trung gian này, ở chỗ ngừng thở khi đó tạm thời có gió vi tế chuyển động nhẹ nhẹ, đây gọi là khoảng giữa hơi thở vào như hơi thở vào và khoảng giữa hơi thở vào như thế, thì hơi thở ra và khoảng giữa hơi thở ra phải biết cũng vậy. Nhưng trong đây cũng có sự sai khác ở chỗ hơi thở vào không gián đoạn, từ cửa bên ngoài gió chuyển động bắt đầu từ nơi rốn cho đến cửa mặt, hoặc đến đầu mũi, hoặc lại đi ra ngoài. Hơi thở vào, hơi thở ra có hai nhân duyên. Những gì là hai? Một, nghiệp dẫn dắt. Hai, từ lỗ huyệt nơi rốn, hoặc chỗ có các lỗ trên thân. Hơi thở vào, hơi thở ra có hai chỗ nương. Những gì là hai? Một, thân. Hai, tâm. Vì cớ sao cần yếu phải nương thân tâm thì hơi thở ra vào chuyển động như chỗ thích ứng của nó. Nếu chỉ nương thân mà hơi thở chuyển động thì hữu tình nhập vô tưởng định, nhập diệt tận định hay sanh vào cõi trời vô tưởng. Hơi thở của các hữu tình kia lẽ ra phải chuyển động. Nếu chỉ nương tâm mà hơi thở chuyển động thì hữu tình kia nhập vô sắc định, sanh vào cõi vô sắc. Hơi thở của hữu tình kia lẽ ra phải được chuyển động. Nếu chỉ nương thân tâm chuyển động mà chẳng phải như chỗ thích ứng thì các hữu tình nhập đệ tứ tịnh lự, và các hữu tình ở giai đoạn yết na làm át bồ đàm bí thi, hơi thở của các hữu tình ấy lẽ ra phải chuyển động nhưng hơi thở của kia chẳng chuyển động. Cho nên phải biết chủ yếu nương vào thân tâm, hơi thở vào ra chuyển động như chỗ thích ứng của nó. Hơi thở vào, hơi thở ra có hai loại hành. Những gì là hai? Một, hơi thở vào hành hướng xuống dưới. Hai, hơi thở ra hành hướng lên trên. Hơi thở vào, hơi thở ra có hai loại địa. Những gì là hai? Một, lỗ huyệt thô. Hai, lỗ huyệt tế. Lỗ huyệt thô là từ lỗ huyệt nơi rốn cho đến cửa mặt mũi, lại từ cửa mặt mũi cho đến lỗ huyệt rốn. Lỗ huyệt tế là tất cả lỗ chân lông ở trên thân. Hơi thở vào, hơi thở ra có bốn tên gọi khác nhau. Những gì là bốn? Một, gió. Hai, anapana. Ba, hơi thở ra, hơi thở vào. Bốn, thần hành. Một loại gọi là gió, đó là tên gọi chung của gió. Ba loại còn lại là không cùng chung tên gọi. Hành giả tu tập theo hơi thở ra, hơi thở vào có hai quá hoạn. Những gì là hai? Một, phương tiện quá chậm. Hai, phương tiện quá gấp gáp. Do phương tiện quá chậm nên sanh khởi giải đãi hoặc bị hôn trầm thủy miên triền nhiễu loạn nơi tâm, hoặc khiến tâm bị tán loạn ở nơi các duyên bên ngoài. Do phương tiện quá gấp hoặc khiến nơi thân sanh mất quần bình, hoặc khiến nơi tâm sanh mất quần bình. Sao gọi là khiến nơi thân sanh mất quần bình? Người kia dụng sức mạnh mẽ nắm giữ hơi thở ra, hơi thở vào. Do hơi thở ra vào bị nắm giữ nên khiến trong thân gió chuyển động không quần bình. Do đây ban đầu các chi phần đều xanh run rẩy tán loạn, gọi là bị run rẩy tán loạn. Nếu gia tăng gió run rẩy tán loạn này sẽ khiến phát sinh các tật bệnh. Do nhân duyên đây nên ở nơi các chi phần sẽ sanh khởi bệnh tật, đây gọi là khiến nơi thân xanh mất quân bình. Sao gọi là khiến nơi tâm xanh mất quân bình? Hoặc khiến tâm xanh tán loạn, hoặc bị các sự yếu não rất nặng nề bức bách, đây gọi là khiến tâm xanh mất quân bình. Lại nữa là nà bà nà niệm đây được có 5 phương pháp tu tập. Những gì là năm? Một, tu tập tính đếm. Hai, tu tập ngộ nhập các uẩn. Ba, tu tập ngộ nhập duyên khởi. Bốn, tu tập ngộ nhập thánh đế. Năm, tu tập 16 thắng hạnh. Sao gọi là tu tập tính đếm? Nếu nói lược
thì có bốn loại tụ tập tính đếm. Những gì là bốn? Một dùng tính đếm, một là một. Hai dùng tính đếm, hai là một. Ba tính đếm thuận, bốn tính đếm nghịch. Sao gọi là dùng tính đếm một là một? Nếu hơi thở vào khi vào rồi, do duyên hơi thở vào, hơi thở ra dứt, thì đếm là số một. Một, nếu hơi thở vào dứt, hơi thở ra sanh, đến khi hơi thở ra, hướng ra ngoài thì đếm là số 2. Tuần tự đếm như vậy cho đến số 10. Do cách tính đếm đây chẳng tóm lược quá, chẳng rộng quá, nên chỉ đếm đến 10 để gọi là dùng tính đếm 1 là 1. Sao gọi là dùng tính đếm 2 là 1? Nếu hơi thở vào, đến lúc hơi thở vào dứt, hơi thở ra sanh, cho đến lúc ra ngoài, bây giờ mới hợp chung lại đếm là 1. Dựa vào nguyên lý tính đếm như vậy mà đếm cho đến số 10. Một hơi thở vào, một hơi thở ra gọi là 2. Tổng hợp hai số lại là 1, nên gọi đấy tính đếm 2 là 1. Đây gọi là dùng tính đếm 2 là 1. Sao gọi là tính đếm thuận? Hoặc do dùng tính đếm 1 là 1, hoặc do dùng tính đếm 2 là 1. Thuận theo thứ tự đó mà đếm đến số 10, đây gọi là tính đếm thuận. Sao gọi là tính đếm nghịch? Tức là do dùng hai tính đếm trước nhưng đếm ngược thứ tự. Tức là đếm từ số 10 đến 9, đến 8, đến 7, đến 6, đến 5, đến 4, đến 3, đến 2, đến 1. Đây gọi là tính đếm nghịch. Nếu hành giả tu tập, lúc hành lấy tính đếm 1 làm 1 làm chỗ nương, hoặc lấy tính đếm 2 làm 1 làm chỗ nương, đối với tính đếm thuận và tính đếm nghịch cũng tu tập xuyên suốt, khiến tâm ở khoảng trung gian không bị tán loạn. Tâm đã không tán loạn, khéo tính đếm rồi, lại phải nên vì nói tính đếm tăng dần lên. Sao gọi là tính đếm tăng dần lên? Hoặc nương tính đếm 1 là 1, hoặc nương tính đếm 2 là 1, hợp 2 là 1 mà đếm. Hoặc nương tính đếm 1 là 1, tức hơi thở vào hơi thở ra, hai hơi hợp là 1. Hoặc nương tính đếm 2 là 1, tức hơi thở vào hơi thở ra, bốn hơi hợp là 1. Như vậy chuyển cho đến 10, về sau dần dần tăng lên cho đến lấy 100 là 1. Lại đếm như vậy, lần lượt đếm cho đến số 10. Như thế hành giả siêng tu tập niệm đếm hơi thở cho đến 10 lần của số 10 lấy là 1, lần lượt đếm cho đến hết 10. Do đấy cách đếm 10 là 1 đây ở trong khoảng trung gian tâm không tán loạn, ngang đây gọi là đã tu tập thông suốt. Lại hành giả siêng tu tập tính đếm hơi thở đây, nếu ở trong khoảng trung gian tâm bị tán loạn thì nên bắt đầu đếm trở lại từ cách đếm đầu tiên, hoặc thuận hoặc nghịch. Nếu lúc tu tập tính đếm rất xuyên suốt, nơi tầm tự nhiên nhậm nhẹ điều chuyển, an trụ nơi sở duyên hơi thở vào hơi thở ra, tương tục chuyển vận không gián không đoạn. Trước tiên đối với hơi thở vào có khả năng nắm giữ sự chuyển vận, hơi thở vào diệt rồi, ở giai đoạn hơi thở trống không có khả năng nắm giữ sự chuyển vận. Kể đến ở nơi hơi thở ra có khả năng nắm giữ sự chuyển vận, hơi thở ra diệt rồi, ở giai đoạn hơi thở trống không có khả năng nắm giữ sự chuyển vận. Như vậy chuyển chuyển chăm chú tương tục, không động không lay, không hành tán loạn, có vui thích chuyển chuyển ngang đây gọi là vượt qua giai đoạn tính đếm, không cần trở lại cách đếm ban đầu. Chỉ ở nơi sở duyên hơi thở ra hơi thở vào khiến tâm an trụ, ở nơi hơi thở ra hơi thở vào nên tùy chánh hành, nên hiểu rõ thông đạt sâu xa. Ở nơi hơi thở vào hơi thở ra và hai khoảng giữa, hoặc chuyển chuyển hoặc trở lại phần vị sai khác, nếu khéo hiểu rõ như vậy gọi là tu tập tính đếm. Lại người căn tánh ám độn, nên vì họ tuyệt nói phương tiện tu tập tính đếm hơi thở như vậy. Do người kia tu tập theo đây nên ở chỗ tán loạn, khiến tâm an trụ, khiến tâm vui thích. Nếu hữu trì bày phương pháp tính đếm khác với hơi thở vào hơi thở ra, sẽ khiến tâm người kia bị hôn trầm thủy miên chuyển quấy nhiễu, hoặc tâm của người kia sẽ bị dòng xuôi tán loạn theo cảnh bên ngoài. Do tránh siêng tu tập pháp niệm hơi thở như vậy nên các chướng ngại trên đều không thể sanh khởi. Nếu người căn tánh thông lại giác tuệ thông sáng, không thích dùng phương tiện gia hạnh tính đếm này, nếu vì kia tuyên nói gia hạnh tính đếm thì kia cũng năng nhanh chóng hiểu rõ thông đạt không lầm lạc, nhưng không ưa thích. Kia ở nơi duyên hơi thở ra hơi thở vào đây an trụ niệm rồi, hoặc đúng xứ chuyển vận, hoặc cho đến chuyển vận, hoặc như sở chuyển vận, hoặc đúng thời chuyển vận, ở nơi tất cả điều trên do an trụ niệm nên năng theo đó chánh hành, nên năng hiểu rõ thông đạt gia hạnh như vậy, có tướng như vậy. Ở gia hạnh đây hoặc tu hoặc tập, hoặc nhiều tu tập, do nhân duyên đây nên thần phát khởi khinh an và tâm khinh an, chứng đắc tâm tánh nhất cảnh.
ở nơi sở duyên đầy vui thích thú nhập. Như vậy hành giả kia đã khéo hứng tu tập niệm đếm hơi thở rồi, lại ở nơi sở thủ nàng nắm lấy hai việc, tác ý tư duy và ngộ nhập các uẩn. Sao gọi là ngộ nhập các uẩn? Người kia ở nơi hơi thở vào hơi thở ra, và thân nương tựa của hơi thở, tác ý tư duy, ngộ nhập sắc uẩn. Ở nơi hơi thở ra hơi thở vào, nàng nắm giữ niệm tương ứng lãnh nạp, tác ý tư duy, ngộ nhập thọ uẩn. Tức ở nơi niệm kia rõ biết hết thảy tương ứng, tác ý tư duy, ngộ nhập tưởng uẩn. Tức ở nơi niệm kia hoặc niệm tương ưng tư và tuệ, tác ý tư duy, ngộ nhập hành uẩn. Hoặc ở nơi niệm kia tương ứng các tâm ý thức, tác ý tư duy, ngộ nhập thức uẩn. Hành giả như vậy ở trong các uẩn cho đến nhiều hàn trụ nên gọi là đã ngộ nhập. Đây gọi là tu tập ngộ nhập các uẩn. Nếu lúc không điên đảo, năng thế năng biết, chỉ có các uẩn, chỉ có các hành, chỉ có các sự, chỉ có các pháp, vị kia lúc bấy giờ đang ở nơi các hành ngộ nhập duyên khởi. Sao gọi là ngộ nhập duyên khởi? Hành giả tu tập quán hành như vậy, tìm hiểu hơi thở ra hơi thở vào này nương đâu, nương duyên đâu. Sau khi đã tìm hiểu rồi, như thật ngộ nhập hơi thở ra vào đây nương thân, nương tâm duyên tâm, lại tìm hiểu thân đây, tâm đây nương đâu, duyên đâu. Sau khi đã tìm hiểu rồi, như thật ngộ nhập thân này, tâm này nương duyên mạng căn, lại tiếp tục tìm hiểu mạng căn như vậy nương đâu, duyên đâu. Sau khi đã tìm hiểu rồi, như thật ngộ nhập mạng căn như vậy nương duyên hành trước, lại tiếp tục tìm hiểu hành trước như vậy nương đâu, duyên đâu. Sau khi đã tìm hiểu rồi, như thật ngộ nhập các hành trước như vậy nương duyên vô minh, như vậy rõ biết vô minh nương duyên hành trước, hành trước nương duyên mạng căn, mạng căn nương duyên thân tâm, thân tâm nương duyên hơi thở vào hơi thở ra, lại năng rõ biết vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên mạng căn diệt, mạng căn diệt nên thân tâm diệt, thân tâm diệt nên hơi thở ra hơi thở vào diệt. Như vậy gọi là ngộ nhập duyên khởi. Hành giả kia ở nơi ngộ nhập duyên khởi đầy nhiều an trụ tiếp nối nên gọi là khéo tu tập, đây gọi là tu tập ngộ nhập duyên khởi. Sao gọi là ngộ nhập thánh đế? Như vậy ở nơi duyên khởi, vị kia đã khéo tu tập ngộ nhập rồi, lại ở nơi các hành như thật rõ biết từ các duyên sanh khởi nên ngộ nhập vô thường. Đó là ngộ nhập các hành là vô thường, vốn không mà có rồi tan rã hoại diệt. Nếu vốn không mà có rồi tan rã hoại diệt, tức là pháp sanh, pháp lão, pháp bệnh, pháp tử. Nếu là pháp sanh, lão, bệnh, tử, tức là nơi đó khổ. Nếu là khổ, tức là vô ngã, không có được sự tự tại, xa lìa chủ tể. Như vậy, gọi là do hành vô thường, khổ, không vô ngã, ngộ nhập khổ đế. Lại vị kia, như thật, năng tránh ngộ nhập các sở hữu hành do các duyên sanh khởi như vậy. Đánh nó là khổ như bệnh như ung, tất cả đều lấy tham ái làm duyên. Lại tránh ngộ nhập, tức đây năng sanh khởi các khổ tham ái. Nếu đoạn trừ không sót, tức là rốt ráo tịch tĩnh vì diệu. Nếu ở đây rõ biết như vậy, quan sát nhận thức như vậy, an trụ nhiều như vậy, sẽ ở nơi tham ái mà năng đoạn chúng không sót thừa. Như vậy gọi là năng ngộ nhập tập đế, diệt đế, đạo đế. Vị kia đã ngộ nhập và an trụ nhiều rồi, ở trong các đế chứng đắc hiện quán, đây gọi là tu tập ngộ nhập các đế. Như vậy ở trong thánh đế đã khéo tu tập rồi, đối với tất cả phiền não sở đoạn của vị kiến đạo thời đều vĩnh viễn rút sạch, chỉ còn lại phiền não sở đoạn của vị tu đạo. Vì muốn đoạn trừ phiền não kia nên lại hướng đến tu tập 16 tháng hạnh. Sao gọi là 16 tháng hạnh? Đối với niệm hơi thở vào, ta này năng học niệm ở nơi hơi thở vào. Đối với niệm hơi thở ra, ta này năng học niệm ở nơi hơi thở ra. Đối với niệm hơi thở vào ngắn, ta này năng học niệm ở nơi hơi thở vào ngắn. Đối với niệm hơi thở ra ngắn, ta này năng học niệm ở nơi hơi thở ra ngắn. Đối với niệm hơi thở vào dài, ta này năng học niệm ở nơi hơi thở vào dài. Đối với niệm hơi thở ra dài, ta này năng học niệm ở nơi hơi thở ra dài. Đối với hơi thở vào hiểu rõ khắp thân, ta này năng học hơi thở vào hiểu rõ khắp thân. Đối với hơi thở ra hiểu rõ khắp thân, ta này năng học hơi thở ra hiểu rõ khắp thân. Đối với hơi thở vào đã trừ thân hành, ta này năng học hơi thở vào đã trừ thân hành. Đối với hơi thở ra đoạn trừ thân hành, ta này năng học hơi thở ra đoạn trừ thân hành. Đối với hơi thở vào biết rõ hỉ, ta này năng học hơi thở vào biết rõ hỉ. Đối với hơi thở ra biết rõ hỉ, ta này năng học hơi thở ra biết rõ hỉ. Đối với hơi thở vào biết rõ lạc, ta này năng học hơi thở vào biết rõ lạc. Đối với hơi thở ra biết rõ lạc, ta này năng học hơi thở ra biết rõ lạc.
Đối với hơi thở vào biết rõ tâm hành, ta nay năng học hơi thở vào biết rõ tâm hành. Đối với hơi thở ra biết rõ tâm hành, ta nay năng học hơi thở ra biết rõ tâm hành. Đối với hơi thở vào đoạn trừ tâm hành, ta nay năng học hơi thở vào đoạn trừ tâm hành. Đối với hơi thở ra đoạn trừ tâm hành, ta nay năng học hơi thở ra đoạn trừ tâm hành. Đối với hơi thở vào nhận biết rõ tâm, ta nay năng học hơi thở vào nhận biết rõ tâm. Đối với hơi thở ra nhận biết rõ tâm, ta nay năng học hơi thở ra nhận biết rõ tâm. Đối với hơi thở vào hỷ duyệt tâm, ta nay năng học hơi thở vào hỷ duyệt tâm. Đối với hơi thở ra hỷ duyệt tâm, ta nay năng học hơi thở ra hỷ duyệt tâm. Đối với hơi thở vào giữ gìn tâm, ta nay năng học hơi thở vào giữ gìn tâm. Đối với hơi thở ra giữ gìn tâm, ta nay năng học hơi thở ra giữ gìn tâm. Đối với hơi thở vào giải thoát tâm, ta nay năng học hơi thở vào giải thoát tâm. Đối với hơi thở ra giải thoát tâm, ta nay năng học hơi thở ra giải thoát tâm. Đối với hơi thở vào tùy quán vô thường, ta nay năng học hơi thở vào tùy quán vô thường. Đối với hơi thở ra tùy quán vô thường, ta nay năng học hơi thở ra tùy quán vô thường. Đối với hơi thở vào tùy quán đoạn, ta nay năng học hơi thở vào tùy quán đoạn. Đối với hơi thở ra tùy quán đoạn, ta nay năng học hơi thở ra tùy quán đoạn. Đối với hơi thở vào tùy quán ly dục, ta nay năng học hơi thở vào tùy quán ly dục. Đối với hơi thở ra tùy quán ly dục, ta nay năng học hơi thở ra tùy quán ly dục. Đối với hơi thở vào tùy quán diệt, ta nay năng học hơi thở vào tùy quán diệt. Đối với hơi thở ra tùy quán diệt, ta nay năng học hơi thở ra tùy quán diệt. Hỏi: vì sao có 16 tháng hạnh sai biệt như vậy? Đáp: bậc hữu học thấy dấu tích đã chứng đắc bốn niệm trụ, đối với tác ý sở duyên hơi thở vào hơi thở ra lại tiến tù hơn nữa, vì đoạn trừ kiết sử xót thừa cho nên nghĩ tưởng. Đối với niệm hơi thở vào, ta nay năng học niệm nơi hơi thở vào. Đối với niệm hơi thở ra, ta nay năng học niệm ở nơi hơi thở ra. Vị kia nếu lúc duyên cảnh của hơi thở vào hơi thở ra liền tác nghĩ này, ta nay năng học niệm hơi thở vào ngắn, niệm hơi thở ra ngắn, như sự chuyển vận của hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, và sự chuyển vận khoảng giữa hơi thở vào ngắn, khoảng giữa hơi thở ra ngắn. Được như vậy rõ biết, như vậy gọi là hoặc dài hoặc ngắn. Vị kia nếu duyên lỗ trống nhỏ nhiệm trong thân, nhập vào trong các lỗ chân lông, hơi thở vào hơi thở ra trải khắp, lúc ấy duyên đề làm cảnh sanh khởi thắng giải liền tác nghĩ này, ta này đối với hơi thở vào hơi thở ra biết rõ châu biến khắp thân. Ta này năng học hơi thở vào hơi thở ra biết rõ châu biến khắp thân. Vị kia nếu ở lúc hơi thở vào, khoảng giữa hơi thở vào đã diệt, hơi thở ra, khoảng giữa hơi thở ra chưa sanh, duyên nơi giai đoạn trống không giữa hơi thở vào và hơi thở ra, nơi giai đoạn hơi thở vào xa lìa hơi thở ra làm cảnh, hoặc hơi thở ra, khoảng giữa hơi thở ra đã diệt, hơi thở vào, khoảng giữa hơi thở vào chưa sanh, duyên nơi giai đoạn trống không giữa hơi thở ra và hơi thở vào, nơi giai đoạn hơi thở ra xa lìa hơi thở vào làm cảnh, tức ở lúc bấy giờ, liền tác nghĩ rằng đối với hơi thở vào đoạn trừ thân hành, ta nay năng học hơi thở vào đoạn trừ thân hành. Đối với hơi thở ra đoạn trừ thân hành, ta nay năng học hơi thở ra đoạn trừ thân hành. Lại ở đây vị kia hoặc tu hoặc tập hoặc nhiều tu tập, do nhân duyên thầy chỗ có những cảm xúc khổ mạnh mẽ, nếu lúc trước chưa tu tập xuyên suốt hơi thở ra hơi thở vào thì liền thuận theo đó chuyển, nếu hiện tại đã tu tập xuyên suốt hơi thở vào hơi thở ra bền chắc nên chúng đều được dứt trừ, thay vào đó là cảm giác là nhu nhuyến khác, liền ta nghĩ rằng đối với hơi thở vào đoạn trừ thân hành, ta này năng học hơi thở vào đoạn trừ thân hành. Đối với hơi thở ra đoạn trừ thân hành, ta này năng học hơi thở ra đoạn trừ thân hành. Lại hành giả đối với anapana niệm như thế siêng tu hành, hoặc lúc đắc sơ tịnh lợi, hoặc lúc đắc đệ nhị tịnh lợi, liền ta nghĩ rằng đối với hơi thở vào hơi thở ra nhận biết rõ hỉ, ta này năng học hơi thở vào hơi thở ra nhận biết rõ hỉ. Hoặc khi đắc đệ tam tịnh lợi ly hỉ, liền ta nghĩ này đối với hơi thở vào hơi thở ra nhận biết rõ lạc, ta này năng học hơi thở vào hơi thở ra nhận biết rõ lạc. Từ đệ tam tịnh lợi trở lên không tu tập thêm đạo lý ra hay anapana niệm, cho nên đến đệ tam tịnh lợi thì tôi nói là cảnh giới nhiếp thuộc ra hạnh niệm hơi thở. Lại hành giả nhận biết rõ hỉ, nhận biết rõ lạc như vậy, có lúc sanh khởi vọng niệm, đó là hoặc cho là có ngã ngã sở, hoặc phát khởi ngã mạn, hoặc cho rằng ngã đang có, hoặc cho rằng ngã đang không, hoặc cho rằng ngã đang có sắc, hoặc cho rằng ngã đang vô sắc, hoặc cho rằng ngã đang có tưởng, hoặc cho rằng ngã đang vô tưởng,
Họ cho rằng gã sẽ phỉ hữu tưởng, phỉ vô tưởng. Những nghĩ tưởng ngu si sanh khởi như vậy, đồng hành với hữu chủng chủng mạn chuyển biến hiếu luận tạo tác tham ái vừa mới hít sanh khởi, liền phải nhanh chóng dùng tuệ thông đạt không để nhiễm đắm sâu, phương tiện đoạn diệt, trừ khiển biến đổi nhổ bỏ. Do giả hạnh đầy liền tác nghĩ này, đối với hơi thở vào hơi thở ra nhận biết rõ tâm hành, ta này năng học hơi thở vào hơi thở ra, nhận biết rõ tâm hành. Đối với hơi thở vào hơi thở ra đoạn trừ tâm hành, tà này năng học hơi thở vào hơi thở ra đoạn trừ tâm hành. Lại nếu chứng đắc căn bản đệ nhất đệ nhị hoặc đệ tam tịnh lự, vị kia quyết định đã chứng đắc phần cận sơ tịnh lự, đường vị trí định tầm quán sát đầy sanh khởi, đó là như thật nhận biết, như thật hiểu rõ, hoặc có tâm tham hoặc lìa tâm tham, hoặc có tâm sân hoặc lìa tâm sân, hoặc có tâm si hoặc lìa tâm si, tâm giản lượng, tâm tán loạn, tâm khiêm hạ, tâm cao cử, tâm có chao động, tâm không chao động, tâm có vắng lặng, tâm không vắng lặng, tâm có dẫn dắt, tâm không dẫn dắt, tâm khéo hút tu tập, tâm không khéo tu tập, tâm khéo giải thoát, tâm không khéo giải thoát. Đối với các loại tâm như thế đều như thật nhận biết, như thật hiểu rõ. Cho nên nghĩ rằng đối với hơi thở vào hơi thở ra nhận biết rõ tâm, ta này năng học hơi thở vào hơi thở ra nhận biết rõ tâm. Vị kia hoặc có lúc cảm thấy bị hôn trầm thủy miên cái ngăn che nơi tâm, giờ ở bên trong an trụ lặng dứt quá tịch tĩnh, lúc bấy giờ bên ngoài tùy duyên theo một cảnh giới định diệu, hiển việc dạy dẫn khen ngợi khích lệ sự khen vui mừng sạch tấn nơi lòng. Cho nên nghĩ rằng đối với hơi thở vào hơi thở ra tâm hỷ duyệt, ta nay năng học hơi thở vào hơi thở ra tâm hỷ duyệt. Vị kia hoặc có lúc cảm thấy bị các trạo cử ác tác cái chướng ngàn tâm, do ở bên ngoài trụ nơi quá náo loạn, lúc bấy giờ bên trong gìn giữ an trụ tâm trong sự tịch tĩnh. Cho nên nghĩ rằng đối với hơi thở vào hơi thở ra gìn giữ tâm, ta nay năng học hơi thở vào hơi thở ra gìn giữ tâm. Vị kia nơi tâm khéo tu, khéo tập, khéo nhiều tu tập, do nhân duyên đây nên khiến xa lìa các triển cái hiện hành, và trong các cái tâm được thành tịnh. Cho nên nghĩ rằng đối với hơi thở vào hơi thở ra giải thoát tâm, ta này năng học hơi thở vào hơi thở ra giải thoát tâm. Vị kia tâm đã giải thoát khỏi các chướng ngại cho việc tu đạo, nhưng vẫn còn tùy miên sót lại cần phải đoạn trừ. Vì đoạn trừ tùy miên kia nên pháp khởi đạo hiện tiền, đó là ở nơi các hành tánh pháp vô thường. Vị kia ân cần tha thiết như lý quán sát, cho nên nghĩ rằng đối với hơi thở vào hơi thở ra tùy quán vô thường, ta này năng học hơi thở vào hơi thở ra tùy quán vô thường. Vị kia khi trước hoặc nương và tịnh lự dưới hoặc nương vị trí định đã tu hành du già Samatha, khiến nương theo đó tùy quán vô thường, lại tu hành du già tỳ bát xá na, như vậy đã ở nơi Samatha tỳ bát xá na huân thu tâm rồi. Và trong các giới muốn cầu giải thoát khỏi các tùy miên của kia, ra gọi là các giới, có ba giới: một đoạn giới, hai đi dục giới, ba diệt giới. Tất cả hành kiến đạo sở đoạn đoạn trừ gọi là đoạn giới, tất cả hành tu đạo sở đoạn đoạn trừ gọi là đi dục giới, tất cả nương đoạn trừ gọi là diệt giới. Tư duy ba giới như vậy tịch tĩnh an ẩn không tai họa, tu samatha tỳ bát xá na. Do vị kia tu tập nhiều tu tập nên từ chỗ phiền não tu đạo sở đoạn xót thừa tầm được giải thoát. Cho nên nghĩ rằng đối với hơi thở vào hơi thở ra tùy quán đoạn, tùy quán đi dục, tùy quán diệt, ta này năng học hơi thở vào hơi thở ra tùy quán đoạn, tùy quán đi dục, tùy quán diệt. Như vậy vì vị kia nơi tất cả phiền não kiến tù sở đoạn đều đã đoạn trừ vĩnh viễn thành a la hán các lậu vĩnh viễn đoạn tật với sự quyết trạch đã được rốt ráo, từ đó về sau lại không có việc cần phải làm nào khác, để gọi là 16 tháng hạnh. Tu tập như vậy gọi là năm chủng tu tập ana và na niệm. Bộ đặc giả là nhiều hành tầm tư phải ở nơi pháp đầy tránh siêu tu học với thích phụng hành. Nếu ở nơi sở duyên bị vội gấp bị tán loạn cần phải thân cận khoán hành như vậy. Nếu ở trong pháp đầy siêu tu tập thì tầm tư tán động kia đều không thể tồn tại. Tầm ở nơi sở duyên nhanh chóng an trụ sanh vui thích sâu, đây gọi là sở duyên tịnh hành của Bồ Đặc Giả La hành nhiều tầm tư thứ năm, như vậy gọi chung là sở duyên tịnh hành. C. Sao gọi là sự canh sở duyên thiện xảo? Sở duyên đây lược có 5 loại: 1. Uẩn thiện xảo, 2. Giới thiện xảo, 3. Xứ thiện xảo, 4. Duyên khởi thiện xảo, 5. Xứ vì xứ thiện xảo. Trong uẩn thiện xảo, sao gọi là uẩn thiện xảo?
uẩn có năm loại: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sao gọi là sắc uẩn? Là các sở hữu sắc tất cả đều là bốn đại chủng và sở tạo của bốn đại chủng, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc thô, hoặc tế, hoặc liệt, hoặc thắng, hoặc xa, hoặc gần, đều gọi chung là sắc uẩn. Sao gọi là thọ uẩn? Hoặc các cảm thọ do xúc thuận theo lạc làm duyên sanh khởi, hoặc các cảm thọ do xúc thuận theo thọ khổ làm duyên sanh khởi, hoặc các cảm thọ do xúc thuận theo không khổ không lạc làm duyên sanh khởi. Lại có sáu thọ thần là cảm thọ do xúc của mắt sanh khởi, cảm thọ do xúc của tai mũi lưỡi thân ý sanh khởi, để gọi chung là thọ uẩn. Sao gọi là tưởng uẩn? Là tưởng có tướng, tưởng không tướng, tưởng hẹp nhỏ, tưởng rộng lớn, tưởng vô lượng, tưởng không có các sở hữu, không có xứ sở hữu. Lại có sáu tưởng thân là tưởng do xúc của mắt sanh khởi, tưởng do xúc của tai mũi lưỡi thân ý sanh khởi, đây gọi chung là tưởng uẩn. Sao gọi là hành uẩn? Có sáu tư thân là tư do xúc của mắt sanh khởi, tư do xúc của tai mũi lưỡi thân ý sanh khởi. Lại có hết thảy những loại pháp trời thọ và tưởng, đó là các tâm tâm pháp, đây gọi chung là hành uẩn. Sao gọi là thức uẩn? Là tâm ý thức. Lại có sáu thức thân là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức, ý thức, đây gọi chung là thức uẩn. Thọ tưởng hành uẩn trước và thức uẩn đây đều có quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, hết thảy sai khác như trước đã nói rõ, đây gọi là uẩn. Sao gọi là uẩn thiện xảo? Là khéo rõ biết trùng trùng tánh sai khác của các uẩn đã nói ở trên. Tánh chúng nhiều chẳng phải một, trừ pháp đây lại không có chỗ được, không chỗ phân biệt nào khác, đây gọi là nói tóm được nghĩa uẩn thiện xảo. Sao gọi là trùng trùng tánh sai khác của các uẩn? Là sắc uẩn khác, thọ uẩn khác cho đến thức uẩn khác, đây gọi là chủng chủng tánh sai khác. Sao gọi là uẩn đây chẳng phải một, chúng có nhiều tánh? Là sắc uẩn chẳng phải một, chúng có nhiều phẩm loại vì sở tạo của đại chủng sai khác, vì quá khứ, vị lai, hiện tại các loại sai khác, đây gọi là sắc uẩn chẳng phải một, chúng có nhiều tánh. Như vậy các uẩn còn lại tùy chỗ thích hợp đều phải nên rõ biết. Sao gọi là ngoại trừ pháp đây lại không có chỗ được, không chỗ phân biệt nào khác? Đó là chỉ có uẩn khá được, chỉ có sự khá được, chẳng phải lìa uẩn mà có ngã khá được, chẳng phải pháp không biến đổi trụ thường hằng là khá được, cũng không chứ pháp là sở hữu ngã, nên trừ đây ra chọn không có chỗ được, không có chỗ phân biệt nào khác. Trong giới hữu thiện xảo, sao gọi là giới? Sao gọi là giới thiện xảo? Có 18 giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thành giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thần thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới, đây gọi là giới. Nếu đối với 18 chủng pháp kia, từ mỗi mỗi giới riêng khác, từ mỗi mỗi chủng tử riêng khác, từ mỗi mỗi chủng tánh riêng khác, như thật rõ biết sự sanh khởi xuất hiện của chúng, khá xem xét kỹ lưỡng, đây gọi là giới thiện xảo. Như thật rõ biết 18 chủng pháp đầy, từ giới riêng biệt, mỗi mỗi vận chuyển riêng biệt, tức ở nơi nhân duyên mà được thiện xảo, cho nên đây gọi là giới thiện xảo. Trong xứ thiện xảo, sao gọi là xứ? Sao gọi là xứ thiện xảo? Có 12 xứ, là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, tỳ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ, đây gọi là xứ. Xứ thiện xảo, mắt làm tâm thượng duyên, sắc làm sở duyên duyên, ý đẳng vô gián diệt, làm đẳng vô gián duyên, sanh khởi nhãn thức và pháp tương ưng, nhĩ làm tăng thượng duyên, thành làm sở duyên duyên, ý đẳng vô gián diệt, làm đẳng vô gián duyên, sanh khởi nhĩ thức và pháp tương ưng. Như vậy cho đến sanh tác ý đây, làm tăng thượng duyên, pháp làm sở duyên duyên, ý làm đẳng vô gián duyên, sanh khởi ý thức và pháp tương ưng. Như vậy sáu thức thần và pháp tương ưng đều do ba duyên mà được lưu truyền, đó là tăng thượng duyên, sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên. Nếu ở nơi các duyên xứ trong ngoài như vậy mà được thiện xảo, gọi là xứ thiện xảo. Trong duyên khởi thiện xảo, sao gọi là duyên khởi? Sao gọi là duyên khởi thiện xảo? Là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ, lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, cho đến chư tập thuần đại khổ uẩn. Như vậy đây gọi là duyên khởi. Nếu lại rõ biết chỉ có các pháp tự thấm nhận các pháp, chỉ có các pháp biểu nhận các pháp, chỉ có các hành dẫn phát các hành, nhưng các hành kia vì do nhân sanh,
Vì do duyên sanh vốn không mà có rồi tàn giã hoại diệt, thể là vô thường. Vì là vô thường tức là pháp sanh, pháp lão, pháp bệnh, pháp tử, pháp sầu, lo, bi, thán, yếu, khổ, não. Vì là pháp sanh, cho đến vì là pháp não nên gọi là khổ. Vì khổ đây nên không được tự tại nên được suy kém. Do nhân duyên đầy quyết chấp không có ngã, nếu ở trong các pháp duyên sanh như vậy, hiểu rõ hơn thông đạt hết thảy trùng trùng hành tướng như vậy, hoặc trí vô thường, hoặc trí khổ, hoặc trí vô ngã, đây gọi là duyên khởi thiện xảo. Trong xứ vì xứ thiện xảo, nên biết tức là sự sai khác của duyên khởi thiện xảo, nhưng đây sai biệt ở chỗ là do xứ vì xứ thiện xảo, nên năng tránh rõ biết đạo lý nhân quả, không phải không bình đẳng, tức là pháp thiện bất thiện, có quả dị thục. Nếu là các pháp thiện thì năng chưa cảm quả dị thục là pháp khả ái, nếu là các pháp bất thiện thì năng chưa cảm quả dị thục là pháp phi ái. Nếu năng như thật biết rõ như vậy gọi là xứ phi xứ thiện xảo. Năm thiện xảo đây toán được lại chỉ có hai, một tự tướng thiện xảo, hai cộng tướng thiện xảo. Do uẩn thiện xảo hiển thị tự tướng thiện xảo, do các thiện xảo còn lại hiển thị cộng tướng thiện xảo, như vậy gọi chung là sở duyên thiện xảo. Đề sao gọi là cảnh sở duyên tịnh hoặc. Sở duyên tịnh hoặc của thế gian là quan tánh thù của địa dưới, tánh tịnh của địa trên. Như dục giới so với sở tịnh lự, cho đến vô sở hữu xứ so với phi tưởng, vì phi tưởng xứ. Sao gọi là tánh thô. Tánh thô có hai, một tánh thể thô, hai tánh số thô. Tánh thể thô dục giới so với sở tịnh lự, cả hai giới tùy đều có đủ năm uẩn, mà trong dục giới quá hoạn sầu nặng hoặc có khổ tăng thượng, rất là xấu xa dở uế, thật đáng chán ghét. Cho nên nói cõi dục kia là tánh thể thô, trong cõi sở tịnh lự thì không phải như vậy, cực tĩnh cực diệu, cho nên nói cõi kia là tánh thể tĩnh. Tánh số thô, sắc uẩn ở dục giới có nhiều phẩm loại nên biết nên đoạn, cho đến thức uẩn cũng thế, cho nên nói cõi kia là tánh số thô. Như vậy các địa trên thứ tự chuyển so sánh với nhau, hoặc tánh thể thô hoặc tánh số thô, tùy chỗ thích hợp phải biết cũng vậy. Tánh thổ như vậy và các địa trên thứ tự chuyển so sánh với nhau, cho đến cao nhất ở vô sở hữu xứ, tất cả địa dưới khổ não tăng nhiều, thọ mạng giảm bớt, tất cả địa trên khổ não giảm bớt, thọ mạng tăng nhiều. Ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ chỉ có tịnh, chỉ có diệu, không có địa nào thắng vượt hơn địa này. Tóm lại mà nói, nghĩa có quá hoạn tức là nghĩa tánh thổ. Nếu ở trong địa kia có quá hoạn tăng nhiều, tôi so tánh quá hoạn tăng nhiều như vậy gọi là tánh thô. Nếu ở trong địa kia có quá hoạn giảm bớt, tức là tánh quá hoạn giảm bớt như vậy gọi là tánh tĩnh. Thế gian đây thuộc sở duyên tịnh hoặc của đạo thế tục. Tại sao vậy? Vị kia quán địa dưới nhiều các quá hoạn như bệnh, như ung, như tên độc, tánh không an ổn lấy làm tánh thô. Quán địa trên trái với tướng của địa kia lấy làm tánh tĩnh. Đoạn trừ tướng phiền não của địa dưới bắt đầu từ dục giới cho đến cõi trên hết là vô sở hữu xứ, đây là đoạn trừ tạm thời, chẳng phải đoạn trừ rốt ráo, vì về sau vẫn còn tương tục trở lại. Sở duyên tịnh hoặc của đạo xuất thế gian lại có bốn loại: một khổ thánh đế, hai tập thánh đế, ba diệt thánh đế, bốn đạo thánh đế. Sao gọi là khổ thánh đế? Là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, oán ghét gặp nhau khổ, yêu thương chia lìa khổ, mong cầu không được khổ, nói tóm lược là tất cả năm thủ uẩn khổ. Đây gọi là khổ thánh đế. Sao gọi là tập thánh đế? Hoặc ái, hoặc ái hậu hữu, hoặc ái đồng hành với hỷ tham, hoặc ái hỷ lạc kia kia. Đây gọi là tập thánh đế. Sao gọi là diệt thánh đế? Hết thảy các ái đây được đoạn trừ không sót thừa, đây gọi là diệt thánh đế. Sao gọi là đạo thánh đế? Là tám thánh đạo trì, đây là đạo thánh đế. Phải biết trong đây đều dự kiến lập nhân quả của phẩm hắc phẩm bạch, mà kiến lập bốn thánh đế, đó là khổ đế, là quả của phẩm hắc, tập đế là nhân của phẩm hắc, diệt đế là quả của phẩm bạch, đạo đế nhân của phẩm bạch, về năng đắc năng chứng. Lại khổ đế như bệnh, trước tiên phải nên rõ biết tập thánh đế như nhân duyên của bệnh, kế đến phải nên xả lìa, diệt đế như tình trạng không bệnh, kế phải nên tác chứng, đạo đế như thuốc hay, lại phải nên tu tập và nhiều tu tập. Lại nghĩa khổ của khổ đế cho đến nghĩa đạo của đạo đế là như, là thật, chẳng phải không như thật, là không điên đảo, chẳng phải là điên đảo, cho nên gọi là đế. Lại tự tướng kia không có hư dối, và vì lẽ kia nhận biết không điên đảo chuyển, cho nên gọi là đế. Hỏi cớ sao các đế chỉ gọi là thánh đế?
Đáp, bởi lẽ chỉ có các bậc thánh ở nơi các đế cũng gọi là đế, rõ biết như thật, quán thấy như thật. Tất cả các ngu phu không như thật rõ biết, không như thật quán thấy, cho nên các đế chỉ gọi là thánh đế. Lại các ngu phu chỉ do nghe và nghĩ như vậy mà biết tên là đế, chẳng phải do giác ngộ. Còn đối với các bậc thánh thì do cả hai điều nói trên. Lại sanh khổ tức là vô số khổ phát sanh trong quá trình sống mà thân tâm lãnh thọ, không phải bản chất của sanh là khổ mà chỉ là nhân duyên của khổ nên gọi là khổ. Nói rộng cho đến mong cầu không được khổ, tức là vô số khổ phát sanh do những việc mong cầu mà không đạt được, không phải bản chất của việc cầu không được tức là khổ mà chỉ là nhân duyên của khổ nên gọi là khổ. Như vậy đã nói tóm được hết thảy năm thủ uẩn khổ, đó là do các môn khác nhau như sanh duy trì hiển rõ khổ khổ. Từ năm thủ uẩn khổ đây cũng hiển rõ các khổ còn lại là hoại khổ, hành khổ. Vì cớ sao? Bởi lẽ năm thủ uẩn thôi nhiếp đủ cả ba thọ. Như vậy năng cùng khổ khổ đã nói ở trước làm khí cụ, nên biết trong đây tôi cũng có đầy đủ hoại khổ, hành khổ chưa được nói đến ở trước. Hỏi, cớ sao Đức Thế Tôn trực tiếp dùng tiếng nói của mình để thuyết một chủng khổ khổ, còn hoại khổ, hành khổ phải thuyết gián tiếp qua một môn khác? Đáp, bởi lẽ ở trong khổ khổ, hoặc phàm hoặc thánh hết thảy đều có tuệ nhận biết về khổ chuyển. Lại tánh khổ khổ rất đáng chán ghét, lại vì người từ trước đến nay chưa tu tập tuệ, nên khi vừa được nghe thuyết có khả năng dễ thâm nhập, lại ở trong các đế vì khiến cho hữu tình dễ dàng được hóa độ, được điều phục, được thâm nhập. Sao gọi là kiến lập ba chủng tánh khổ như trước đã thuyết sanh khổ cho đến mong cầu không được khổ, tức hiển thị thọ khổ và xứ sở y là tánh khổ khổ, như vậy kiến lập tánh khổ khổ. Có hữu tình sau đây là pháp sở đối trị của kia, đó là trẻ là sở trị của già, không bệnh là sở trị của bệnh, sống là sở trị của chết, yêu thương hội hợp là sở trị của oán ghét chia lìa, không yêu thương chia lìa là sở trị của thương yêu chia lìa, mong cầu mà được là sở trị của mong cầu mà không được. Lại có thọ khổ và xứ sở y sanh khỏi phiền não, lại có không bệnh, xứ thuận, thọ lạc và phiền não sanh khỏi do thọ của kia sanh ra, như vậy gọi chung là tánh hoại khổ. Trong đây lạc thọ và xứ sở y hoặc thay đổi hoặc khác đi là do vô thường khiến thọ lãnh các khổ sanh khỏi do sự việc của kia tăng lên, hoặc các phiền não ở tất cả xứ khi đang sanh khởi khiến trói buộc quấy nhiễu tâm, khiến tâm biến hoại liền phát sanh các khổ, vì thế nên gọi là hoại khổ. Như Đức Thế Tôn dạy, tâm nhập vào biến hoại cầm tay người nữ cho đến nói rộng, lại như nói rằng trụ nơi tham dục triền lãnh thọ sự yêu khổ của thân tâm do tham dục triền làm duyên sanh khởi. Như vậy do trụ nơi sân khỏe hôn trầm thụy miên trạo cử ác tác nghi triền lãnh thọ sự yêu khổ của thân tâm do triền cái kia làm duyên sanh khởi. Vì trí giáo đây là trí giáo bậc nhất ở trong các phiền não, nghĩa khổ khả đắc, nghĩa hoại khả đắc, nên nói phiền não là tánh hoại khổ, như vậy gọi là kiến lập tánh hoại khổ. Nếu tánh hành khổ thì biến hành trong tất cả năm thủ uẩn, đây tóm yếu mà nói, trừ tánh khổ khổ, trừ tánh biến hoại khổ do phiền não nhiếp, trừ tánh biến hoại khổ do thọ lạc nhiếp và xứ sở y, còn lại những cảm thọ đồng hành không khổ không lạc và sở sanh của kia hoặc duyên sanh kia hoặc sở hữu các uẩn của sanh tồn tại như khí cụ gọi là tánh hành khổ do các uẩn kia tánh vô thường sanh diệt tiếp nối. Cái thầy thủ là chỗ tùy chuyển chuyển đuổi theo của ba thọ thổ trọng nhiếp thuộc không an ổn, không thoát khỏi khổ khổ và hoại khổ, không được tự tại chuyển do hành khổ đây nên gọi là khổ, như vậy gọi là kiến lập tánh hành khổ. Lại tức ái kia cũng gọi là mong cầu, cũng gọi là vui muốn, cũng gọi là hỷ lạc. Tức sự mong cầu đây do ba cửa mà được chuyển chuyển, bao gồm mong cầu hậu hữu và mong cầu cảnh giới. Nếu mong cầu hậu hữu gọi là ái hậu hữu, nếu mong cầu cảnh giới lại có hạn loại, đó là nơi cảnh giới đã được có ái đồng hành hỷ trước, nơi cảnh giới chưa được có ái đồng hành hòa hợp mong cầu. Phải biết trong đây ở nơi cảnh giới đã được ái đồng hành với hỷ trước gọi là ái đồng hành hỷ tham. Ở nơi cảnh giới chưa được ái đồng hành hòa hợp mong cầu gọi là ái hỷ lạc kia kia. Diệt có hai chủng, một phiền não diệt, hai sở y diệt. Đạo có hai chủng, một đạo hữu học, hai đạo vô học. Như vậy phải biết đây gọi là sở duyên tịnh hoặc của đạo xuất thế. Như vậy đã thuyết bốn chủng sở duyên, một sở duyên biến mãn, hai sở duyên tịnh hành, bốn sở duyên thiện xảo.
3. Sở duyên tịnh hoặc. 4. Dạy trào, có 4 loại dạy trào: 1. Dạy trào Hồng Điền Đảo, 2. Dạy trào Thứ Lớp, 3. Dạy trào Giáo Pháp, 4. Dạy trào Sự Chứng Đắc. Sao gọi là dạy trào không điên đảo? Tức là tuyên thuyết pháp nghĩa Hồng Điền Đảo khiến cho người nghe thọ trì đọc tụng tu học như thật xuất ly, tránh biết đoạn tận các khổ, ngặt mé các khổ. Như vậy gọi là dạy trào không điên đảo. Sao gọi là dạy trào Thứ Lớp? Tức là khéo léo tuyên thuyết pháp nghĩa đúng thời cơ, trước tiên khiến kia thọ trì đọc tụng điều cạn gần, sau mới khiến kia tu học những điều sâu xa. Lại ban đầu vì muốn khiến kia nhập đế hiện quá nên trước dạy khổ đế, sau mới dạy tập đế, diệt đế, đạo đế. Lại vì khiến kia chứng đắc đẳng trí định lự nên trước dạy đẳng trí định lự đầu tiên, sau dạy đẳng trí định lự còn lại. Hết thể loại như thế nên biết là dạy trào Thứ Lớp. Sao gọi là dạy trào giáo pháp? Từ những chỗ được nghe chánh giáo, đó là các bậc đáng tôn trọng như chư Như Lai, hoặc đệ tử Phật, hoặc quý Phạm Sư, hoặc thân giáo sư mà người kia được hiểu biết, thông đạt, tôn trọng du già. Tức như điều đã nghe không thể không bớt dạy trao cho người, đây gọi là dạy trao giáo. Sao gọi là dạy trao sự chứng đắc? Người kia một mình ở chốn không nhàn, ở nơi các pháp đã có chỗ đắc, đã có chỗ xúc, đã có chỗ chứng. Vì muốn khiến người khác cũng đắc, xúc, chứng, các pháp như vậy, nên phương tiện dạy bảo, đây gọi là dạy trao sự chứng đắc. Lại có các tướng dạy trào viên mãn, việc ấy thế nào? Do ba loại dạy trào thần biến: 1. Thần cảnh thông thần biến, 2. Ký thuyết thần biến, 3. Giáo giới thần biến. Do thần cảnh thần biến năng hiện chủng chủng cảnh giới thần biến, khiến người đối với cảnh đã hiện rất sanh tôn trọng. Do đối với cảnh đã hiện rất tôn trọng nên đối với du giả tác ý tập trung lắng nghe rất sanh cung kính. Do ký thuyết thần biến có khả năng tìm hiểu tâm hành sai khác của người. Do giáo giới thần biến như căn như hành như chỗ ngộ nhập của người, mà vì họ tuyên thuyết chánh pháp, năng tránh dạy dần những pháp đã tu hành, cho nên ba loại thần biến đây năng nhấp lấy các tướng dạy trào viên mãn.